Xin kính chào các bác nhá. Hiện tại thì các anh em mình đang có mặt tại cái tuyến đường nhỏ xuống nhà của cháu Pà. Hôm trước thì có nghe cháu bảo là chỗ mẹ kế cứ thích là dắt bò xuống. Hôm nay thì các em xuống bên dưới kia tìm hiểu xem như thế nào. Mấy ngày nay thì cũng lâu rồi đấy, không phải mấy ngày, tầm tháng nay thì em bận về quê. Với lại ở trên này là vướng chợ tình. Trước đó thì 30 tháng 4 ấy, đâm ra là em ít xuất hiện ở trên kênh. Ở nhà cũng đang có việc nữa mọi người, đâm ra là hôm nay mới quay trở lại, cũng như là tiếp tục cái công việc của mình. Bây giờ thì lên trên này thì sẽ chuẩn bị là tổng kết các nhà vừa rồi đã làm xong. Thì cũng có nhiều cô bác là cũng giục rồi, em cũng áy náy chứ. Nhưng mà công việc ở nhà thì cũng việc gia đình ấy, cũng không làm thế nào được. Thì bây giờ em quay trở lại để mà tiến hành làm lại công việc của mình. Hôm nay thì rất là cảm ơn đến anh Daniel Bùi ở bên Úc. Vừa rồi anh gửi ủng hộ cho cháu Pà ấy là 10 triệu. Anh bảo là làm cái chuồng bò. Nhưng mà cái chuồng bò thì đã trích tiền nhà của hai cháu ra rồi. Bây giờ là không cần dùng đến cái số tiền của nhà anh nữa. Vác sang một bên à, vác sang chuồng bò luôn à Lành ơi. Ừ, để bên đấy luôn được. Nhà cháu Pà thì em ít vào ấy. Hôm nay là mới vào buổi thứ hai thôi. Đây quà cáp đây. Hôm nay là quà của anh Đại Neo nhá. Nhưng mà tí nữa thì em sẽ đọc sau. Chào con nhá. Hả? Lúc nào cười thì tít mắt đi. Đấy. Tư với chơi đâu? Thì đi chơi rồi á? Ừ. Nào này suốt ngày thấy đi chơi đấy. Đấy, bây giờ có cái phòng như thế này thì nhìn nhà cửa cũng gọn gàng hơn nhiều nhỉ. Cháu này là mình phải được cái là khen ngợi nhá. Đây này, không hạt bụi. Đấy. Nhiều nhà phải học tập đấy. Đấy đấy. Một mình cháu thôi đấy, không phải ai nhiều nhá. Đấy, bây giờ có bò rồi, có cỏ rồi. Đi cắt cỏ bò rồi. Vừa rồi các bác bảo là anh em nên mua lấy cái lưới về quê trùng bò. Thứ nhất là chống trộm, thứ hai là chống gà qué nó bới phân lung tung ấy. Đâm ra là hôm nay là các em là mua cái lưới vào để quây cho cái trùng bò chỗ cháu Pà, cũng như là xem lại cái câu chuyện chỗ mẹ kế của cháu Pà xem nó làm sao ấy. Vừa rồi thấy nhìn qua video ấy, lúc đấy em còn ở quê cơ, thì cũng thấy khá là bức xúc. Hôm nay thì cảm ơn anh Daniel Bùi nhé. Anh gửi ủng hộ cháu là 10 triệu. Hôm vừa rồi em mua nhu yếu phẩm vào ấy, ở bên kênh ẩm thực thiện nguyện ấy, thì em tiêu đi là vào 500 nghìn rồi. Thì hôm nay em tiếp tục tiêu đi thêm là 2.175.000 đồng. Thì bao gồm là vào 15 mét cái mắt cáo ấy. Đấy. Vào 55 cân thì mỗi cân là 30.000, thì tổng tiền là 1.650.000. Một bao gạo cho cháu nó này, với lại một bao gạo 280, một túi nhu yếu phẩm 135, tiền là 110.000 sữa. 110.000 sữa này là từ hôm nọ chứ đúng không? Đây anh hôm nay mới mua. Ừ. Rồi rồi. Tức là cả bánh kẹo cả sữa cả gì? Kẹo, sữa. Rồi ok. Thế thì hôm anh ủng hộ là 10 triệu rưỡi ấy, thì tiêu đi tính cho là hôm nay còn 9 triệu rưỡi. Thì trừ đi 2.175.000. Ừ. Anh gửi lúc mà anh bảo em là 10 triệu. Ừ, 10 triệu mà. 10 triệu thì anh nãy anh bảo 10 triệu rưỡi. Ừ, 10 anh triệu thôi. Nói lộn này. Lâu không lên sóng cái cô nói nó run. Đấy, nên là của anh là còn tính đến hôm nay là còn 9 triệu rưỡi, thế này mua đi 2.175.000. Còn lại là 7.325.000 thì để tiêu cũng như là mua nhu yếu phẩm dần vào cho cháu Pà sau. Đấy. Hôm nay cũng có mang được thùng quà của cô. À đấy, có chứ. Đây, cô 10 là cô có gửi là một thùng quà nhá. Đây. Em Hồng này, anh già, hai chị em, vợ em Lành, ba cháu mồ côi. Và anh Lành gửi cho ba cháu mồ côi có em gái lớn là cháu Pà. Cái này chắc là vợ em Lành chứ. Mở ra. Mở ra xem. Chắc là trong thùng quà này là có rất là nhiều người ấy. Ờ đấy, cô 10 cô gửi đến ở Tuy Lai 2, Minh Khai, cái gì ấy? Thái Bình. Hưng Hà Thái Bình nhá mọi người. Cảm ơn cô rất là nhiều. Mặc dù là khoảng cách địa lý cũng rất là xa nhưng mà cô thì có gửi lên rất là nhiều cái món quà. Đây cô có một bức thư. Để từng túi. Cô 10 chúc các cháu Linh Văn Bé
trong hội thiện nguyện được nhiều sức khỏe. Chúc các cháu chuẩn bị bước sang một năm mới. Ồ, cái thùng quà này chắc là từ năm ngoái rồi cô, các bác ạ. Nhờ. Yeah. Ừ. Chuẩn bị bước sang năm mới đấy, lâu lắm rồi. Thế vừa rồi. Anh có quà đấy. Anh có quà. Đấy, nhưng mà cái thùng quà này vừa mới nhận được thôi. Vừa mới nhận được hôm qua, hôm kia nhỉ? Cái này hôm qua. Ừ. Nào là thùng quà cô gửi này từ năm mới rồi, từ năm trước rồi này. Gia đình ở đây cô bảo là bước sang chuẩn bị bước sang năm mới. gia đình hạnh phúc, con cháu mạnh khỏe. Nhân đây cô có gửi một ít đồ nhờ các cháu giúp. Cô có gửi tặng một ít những tấm lòng để có vài cái áo bên trong các em làm cán bộ mỗi người một chiếc để thay đổi, còn 10 bộ đồ nhỏ và đồ các em. Cô có để riêng ghi rõ ai không có thì để chia cho các cháu để có cái để thay các bác ạ. Để em đọc hết những lời tâm sự của cô nhé. Làm việc này không sung sướng gì à, cảm ơn cô rất là nhiều. Chỉ lòng mình nhất tâm gian khổ để vượt qua. Cô có xem nhiều khi cô khóc, cha mẹ con cháu bỏ ở nhà mà mình đi làm việc này để không dễ tí nào. Chỉ có trời biết đất biết thôi cháu ạ. Dù bà con họ không được hiểu biết nhiều, các cháu bỏ qua thì đừng vì hãnh diện lòng tự trọng trách móc họ. Xin lỗi cô là cháu đọc nó hơi hơi lan man một chút bởi vì cái cái chữ nó hơi khó đọc mọi người ạ. Đây. Đâu? Có ghi hết rồi phải không? Có. Đây là của anh Đành Ăn Nhiều ấy. Đành Ăn Nhiều à? Đành Ăn Nhiều đi làm về chưa nhỉ? Về rồi. Về rồi à? Đây là đồ sơ sinh này. Cứ ấy ra một mỗi chỗ một nhóm nào. Có bộ đồ cán bộ nào. Lý anh ạ. À đây này con trai. Đây là bốn mẹ con em Hồng. Ai già. Cháu thay mặt gia đình thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình mình luôn mạnh khỏe nhá. Hôm nay thì cháu có món quà từ cô rồi. Cảm ơn cô ạ. Đây là món quà cháu Lý, còn đây là đây. Của anh. Đây anh. Bốn mẹ con cái gì? Ít đồ cho bốn mẹ con em Hồng gì đấy? Thì với lại cả... là của cháu Lý nữa. Tức là cháu Lý với lại có con nuôi, tức là bốn mẹ con, tức là em Hồng này, Nhi, Như và cháu Lý, biết chưa? Còn đây là bộ riêng của anh này. Đây là riêng của anh. Đấy áo. Hả? Áo Hạ Long á. Hạ Long à. Kín miệng đấy. Đây bây giờ hiện tại là em đang thế nào chuyển được nhỉ? Đấy các bác nhá, hôm nay là em mặc bộ quần áo thổ đi vào trong nhà của cháu Pà tư chơi, nhưng mà cháu Pà là có ở nhà, hai cháu ấy là không ai ở nhà cả. Này là tức là buộc nhầm rồi đấy. Lẽ nào mình mặc bộ đồ này? Vâng. Thế không phải, đây cô có ghi là bộ đồ Hạ Long kỷ niệm cho bé thứ hai Linh Văn Bé, chứ không phải là đồ của mình. Cảm ơn cô nhé. Tức là cháu Nhi, cháu Như. Em biết rằng là của ba cháu. Là dinh quà mỏi tay luôn hả? Cái này là của ba cháu bà Tư Trơ. Đi ra đây con, sao ngồi buồn đấy. Ôi rồi ôi. Này cũng được. Đi vào đây ngồi. Con ngồi ghế đây này. Nè, con cho con nhà lên mốt đón lên chẳng luôn này. Cái này của ba anh chị em luôn đấy. Ừ. Bóc ra mặc cái cho cô vui luôn. Ờ khi ở này có xiên này luôn. Mặc một bộ. Xiên này luôn. Cháu là có tư tưởng là phát triển đấy. Nhiều người tầm này là em thấy cứ quần áo đẹp nhưng mà cứ thấy mặc váy thôi. Nhưng mà được cái thì cháu Pà là nhà cửa sạch sẽ này, ăn mặc cũng gọn gàng hơn khá là nhiều cháu. Nhưng mà là xỏ hai khuyên hay sao thôi nhỉ? Xinh gái đấy. Đây là gửi cho ai? Anh nhiều. Vợ.
Em lành, cô dâu 15 tuổi. Hôm nay mình sẽ tách ra thôi, tách ra còn cái nào không có ấy, thì xem Tư với Trơ nó có cái nào vừa ở đây không thì cho. Cô bảo là có cái nào ấy. Ừ đúng rồi. Đấy anh ạ, cái đấy, bộ đấy, đấy. Đây những cái bộ bé. Mấy bộ cho các cháu nó đi học hành như là ấy, các thứ. Đây là quần áo ngắn, quần áo bé. Áo này áo à. Với lại Trơ mà không nhớ. Cậu ba là còn bé lắm. Đúng rồi đấy. Vừa không? Vừa. Ừ thế thoải mái nhỉ. Đâu hết chưa? Vẫn còn anh ạ. Không có lấy ra được mà vừa mà. Ừ. Vừa mà tầm tức là chia với lại bố hai thôi. Mấy cái? Thế có 10 cái. Để ra thế là được mỗi thằng 5 cái à? Hay là nói nhỉ? 2 4 6 8 được 10 cái. Ừ, được 10 cái. Ừ. 11 cái. Bà hôm nay nhận được quà mà nhìn mặt buồn đấy. Hả? Chán nhìn nhà xí à? Thế hôm nay chia là chị tôi chết trẻ hả? Ô nhận được chị à? Không nhưng mà chán là chết. À thế nào? Sáng nay mẹ kế lại lên trừ cháu bà và làm không cho con bỏ vật cháu bà ấy lấy đi nuôi ở dưới kia. Xong là mẹ lại lên trừ cháu bà. À. Ừ rồi bà là không cho nuôi thì mẹ ấy phải bán chết con bò vào đấy. Thế á? Vâng, thế cho nên cháu bà bảo hôm nay buồn. Không cho là mẹ cái gì? Bán chết con bán bò. Á? Vâng. Sao lại bán được chết? Không biết đây cháu bà vừa nói là nếu mà bán hay bả? Bán hay là bả? Bán chết con bò. Bả chết. Em nói không biết nói. Nói à, nói. Nói cái tiếng này dễ hiểu lầm lắm. Tức là mẹ sáng nay là lên à? Mẹ sáng nay mới lên đây à? À đến sáng nay lên trừ cho bà. À. Vâng. Tức là không cho bò ấy là cũng như là lên là hại con bò là đấy, chết đấy. Vâng. Ấy da, thế được. Nhà gần đây không nhỉ, là nhà? Nhà ở đằng sau dưới này luôn anh ạ. Đằng sau dưới này? Vâng, khoảng tầm một cây số. Một cây số ấy? Vâng. Ừ, được, ok, thì tí anh em mình phải xuống tận nhà xem mà như thế nào. Nhưng mà trước hết thì mình cứ trước mắt là cái phần quà. Thế nào thấy mặt cháu ỉu xìu thế này? Hả? À? Mẹ chửi nhiều lắm à hay sao? Chửi nhiều đấy. Chửi nhiều đấy? Chửi nhiều á? Vâng. Chửi lên tay vào người đó. Chửi nhiều. Chửi nhiều à? Lúc nào cũng bảo là lúc nào lên thấy cũng chửi. Ừ, khổ nhà bây giờ là có mỗi ba cháu như thế này, bây giờ được có con bò, tức là vừa rồi các bác tạo điều kiện cho được mua được con bò để mà làm giống ấy. Ở nhà thì công ăn việc làm không có, nương rẫy thì bây giờ tuổi nhỏ thì làm nó cũng không được bao nhiêu. Thế là em mới bảo là thôi thì xuống đây xem để làm cái chuồng trại cho cháu bà này, cho có một con để nuôi phát triển kinh tế. Sau này các cháu lớn lấy chồng các kiểu thì còn có ít đồng ra đồng vào, cũng như có con bò để làm vốn. Nhưng mà quay ra thì mẹ lại làm cái bài như thế này là mình thấy là không ưng rồi. Thế bố bảo gì không? Bố có lên đây bảo gì không? Bố không thể lên. Bố không thể lên à? Bà là nghe được tiếng nha các bác nha, nhưng mà chắc là ngại nói hay sao? Phải ngại nói phải không? Ngại thôi chứ không phải là không biết nói. Biết nghe nhưng mà không biết nói này. Tài thế nhỉ? Thế là trước là học lớp lớp mấy? Học lớp 3. Học lớp 3 đúng không? Đấy. Cố gắng tập học cái lớp cái tiếng nói của mình nhiều một tí nhá. Sau này lớn ấy các anh sẽ hướng đến có những công việc nó ổn định hơn ta nhá. Chứ còn đừng mình các anh nói được câu gì thì bà cứ nói chứ trả lời được thì cứ trả lời không sao đâu, không sợ sai đâu. Như thế thì mình mới phát triển được cái con người mình lên ấy, mai mốt để đi đâu làm các bác các cô thì cũng giới thiệu được để mà đi làm có công ăn việc làm ổn định kinh tế nhá. Cố gắng lên nhá. Đây mình xong lấy chưa? Đồ ra cho bà rồi xong của bà là đấy của anh gửi cho anh già. Anh già anh già là cán bộ ấy. Vâng. Đó. Cán bộ già đây mua gửi em già một bộ mua hộ vì covid ai à xe không chạy. Đúng rồi. Tại vì nó có cái chữ trong này nhăn nhăn em đọc nó không ra ấy. Cái đây là bốn mẹ con nhà anh. Để cô gửi. Cái này để mình mang lên đến hoàn cảnh. Để lại cho các cháu ở đây mỗi ngày mấy bộ đi. Để mỗi ngày hai bộ còn đâu như cho hoàn cảnh khác cho các cháu đi đường các thứ cũng được. Bộ 3, bộ 4 rồi. Anh ạ, còn số 2 là bé. Số 2 là hơi bé. Bốn đây và lấy bộ ba nữa, vì tại là không thể bé chứ. Hai cháu được, vẫn là hai bộ rồi. Ừ. Hai bộ. Một bộ nữa là. À, hôm nay nhìn là mặt buồn hiu các bác.
Đây đủ. À đủ rồi. Còn cái này là của anh. Đây cháu nó thì cũng được. Nói chung là cũng khá khá bộ đồ. Nhưng chắc là độ tầm mười mấy bộ đấy. Của con của anh bé. Con. Anh Lành cứ nói là của anh bé. À. Nãy thế nào anh định vào lấy về mặc cho cô xem. Mở ra thấy bằng cái ngón tay. Bà này ăn gì chưa con? Con ăn gì chưa? Nó chỉ đón rồi, tại kia nó chả đón rồi. Nó rồi á? Sáng nay ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi, ăn quà rồi nhá. Hôm nay thì chắc là chiều nay là Tư với Chơ về đấy. À hôm nay là lễ ta là về rồi đấy. Chẳng qua là chúng cái thứ bảy rồi ấy, nhưng mà các cháu nó khả năng đi chơi rồi. Ơ, một xíu thôi nhá. Nào mà. Mặt buồn quá. Hôm nay về bà nhà. Tôi để tí anh em các chú cháu sẽ tìm cách giải quyết cho nhá, không phải không buồn nữa nhá. Anh chỉ biết mà hài hò. Cố gắng lên nhá, thế nào nãy vào không thấy nói cái câu gì. Ông sao? Buồn là buồn là. Ba que cầm cái. Ba que. Đây xong rồi là để vào đây xong lúc con ăn xong rồi cất là cho em Tư với em chơi nhá. Con để vào tủ đi. Muối mì chính. Hôm nay thì có mua tiếp cái đồ đạc vào đây. Còn không ngập á? À? Nhà còn gạo không? Chưa. Chưa. Còn. Đây, cái này xách vào nhà. Đây này các bác xem nhá. Ai cứ cho vào tủ luôn này, đúng rồi đấy. Đúng bài. Ừ. Cho lấy cả gạo này vào luôn này con. Cô mày cất cả cái này đi, cô cất quần áo. Cất cả này đi. Ừ, cho cả quần áo vào. Gạo này cất ở đâu cả? Cho buồng cái đấy một canh với mì chính chắc là đây là bếp luôn. Cái này là quần áo của hai em ấy. Ừ đúng rồi, cái này quần áo của nói chung là về phía của cháu Pa này thì nhiều cái nó phức tạp lắm mọi người ạ. Tí nữa anh em mình sẽ làm rõ ở đây luôn. Vì là trước ấy các ông ấy say rượu về kiểu các cháu nhỏ không nói được cái gì thì hay về cái nhà của cháu Pa này nghỉ ngơi này, tức là say rượu là về đây ngủ chứ chẳng phải là ấy. Thế là về sau em thấy nó như thế nó bất tiện quá. Con gái thì nó cũng vừa tầm này là độ tầm này cũng như là 1-2 năm nữa là bắt đầu các cháu nó lại đến tuổi dậy thì đâm ra là các em này cũng bảo là thôi thì vào đây đóng cho cháu nó cái phòng, cái này là để cho cháu nó có cái không gian riêng tư ấy. Đấy. Và bên kia là phòng hai thằng, còn bên này ấy thì giả dụ như là có các ông phê rượu đến ấy, tức là cái điều đấy là không ai mong muốn, nhưng mà tức là thí dụ có thì người ta chỉ lăn ngoài này thôi. Chứ còn bảo là đến đây thì chắc chắn là không ai mong muốn, thì cháu nó cũng biết làm nào được. Say rượu về rồi cứ lăn ngủ ở giữa nhà thế này thì con gái nó trẻ nó vừa mới lớn nó không biết cái gì đâu đúng không? Đấy. Mình nói chung là cứ phải phòng thôi. Đấy. Đây là cái không gian coi nhà tạm gọi là cái giường của khách. Bây giờ là để trong phòng này thì nó ấy hơn ấy. Có cái phòng hay đóng cửa các kiểu vào nó cũng hẳn hoi. Ừ, tóm lại là mình để thế này thì để cho nó an toàn cho các cháu. Ở trong có khóa không? Có chốt không nhỉ Pa nhỉ? Anh biết có cái dây buộc ở trong này nữa. Dây buộc thế? Đây em vừa đóng vào. Có chốt mà. Có thì tốt. Có cả chốt bên trong nữa. Nên phải có cái chốt chứ. Đi xem cái ái già bẩn cái là sạch sẽ ngay. Được đấy, nhiều các bác các hoàn cảnh khác là phải học cháu Pa này đấy. Người rất là siêng năng, cháu nhỏ nhưng mà việc gì cũng thấy đến tay, từ cắt cỏ bò các thứ này. Kìa, đi xem con bò một cái đã, xong rồi nói chuyện sau nhỉ. Vâng, đi cũng tiện là rào cái vườn. Ừ, giờ rào cái kia luôn cho cháu nó. Vâng. Nhưng mà phải có cây, có các kiểu về. Chứ khó đấy, nhà này. Củi có là nhìn là biết rồi, nhiều nhà chả có cái gì. Anh già bếp này. Đây, phải chia sẻ cho các bác xem nhá. Nói chung là bếp núc thì nói chung là ở vùng quê ấy, thì bao giờ nó ở trong bếp nó cũng lụm thuộm một tí, bởi vì là đun bằng cái bếp củi ấy thì xoong nồi nó đen, cái đấy thì không thể tránh nhiều được. Nhưng mà ý của em ở đây là nhìn cái nào ra cái đấy nó gọn gàng ấy. Đây này đấy. Đấy. Cái bàn này là vỡ ấy rồi nhưng mà vẫn tận dụng được nhé. Cái này chắc là cái sơ cái xác của cái ngô.
chắc khả năng là anh chả còn món gì nữa đâu. Tại vì cũng các em vào đây cách đây cũng tầm tuần đây này, món này là các em vừa mua vào, không mua ít cá mắm, tưởng là các em còn đấy. Đấy, bên này có những cái thùng nhựa này các em cháu nó đựng nước. Đấy, ra đây là quay con bò cho các bác xem. Đâu rồi? Có kìm, có đi mượn là cái kìm thôi. Không biết nhà cháu có. Ừ, nhưng mà cái này là phải tí quên, chắc khả năng phải xuống nhà Trung Sang lấy thêm cái dây ấy. Dây kìm nữa. Dây thép ly ấy. Thế là ừ đúng rồi, lấy thép ly để mình buộc vào cái cột. Ừ. Ở đây rồi nhỉ? Đây, các em bảo là quay cái này vào mọi người. Thì thứ nhất là tránh gà qué nó vào nó bới thì cái phân đi lung tung ấy. Thứ hai là mình nói thật đấy là nếu mà bảo là tránh người xấu người ta thế này thế kia thì cái đấy là hơi khó mọi người ạ. Bởi vì là như thế này này, bởi vì là người ta đã muốn làm xấu ấy. Tức là em nói thật giống như kiểu là như cháu vừa bảo là mẹ bảo là không cho nuôi bò xuống dưới kia ấy, thì mẹ coi như là sẽ làm con bò này chết đấy, ý là như thế. Thì cái vấn đề đấy thì khả năng là rất là khó tránh. Ừ, rào vào xong rồi tí đi mua dây thép về xong rồi mình cột vào. Kéo đi. Em cuốn ra mọi người kéo nhé. Từ từ lên đi. Mắt ở trên kìa, mắt trên kìa. Đâu? Đấy đây. À đây đây đây. Từ từ chị ơi. Này lưới là mắt cáo ấy. Đấy được không? Hai chị em. Đào chắc em cũng phải xuống. Từ từ đợi em á. Đấy cuốn đi các em ở đây kéo cho. Mấy này không đến thuyết trình thì năm ra cũng nhớ các bác quá, không biết là bác nào nhớ em không thì không biết. Đây này, nhấc lá đừng kéo đi anh ơi. Được đây. Từ từ nhá. Chết, có khả năng cái này không đủ ấy nhỉ. 15 mét ở đây anh ạ. Ừ. Không phải, nhưng mà sáng nay vào đội Dương thấy anh mua lại bảo là anh ơi, anh mua cái này trước em phải mua 2 cuộn đấy. Cơ bản mình không đo trước. Nhưng mà theo cái linh tính của anh là nó sẽ đủ. Không biết là mọi người nghĩ như thế nào. Đã kéo đi hết đâu. Đủ chắc, đủ đấy. Đủ không anh? Chắc là đủ mà. Ở đây còn chưa kéo đi. Ở đây đã kéo đâu. Nặng phết nhỉ? Nặng thật mà. Bốn mấy à, bây giờ bao nhiêu nhỉ? 50 cân. Cẩn thận nhá. Quay vào xong thì tí lấy cái dây thép ly buộc vào cột luôn. Đúng rồi, lấy ngay. Căng phết nhỉ? Ở đây chắc mình cắp mà cái cọc ở đây là được rồi anh ạ. Bởi vì chỗ này thì có cái bờ lô chê đấy. Cấm cọc à? Mình chủ yếu là gà qué các kiểu ấy. Ừ, nếu mà nó sẽ ở dưới. Ừ, xong rồi. Các cái cọc ở đây. Ừ, cũng được mà. Thế lại còn thừa nhỉ? Đấy. Đấy, các em cứ bảo là sáng ngày lình điện ra bảo 20 mét anh ơi. Anh bảo hả? Thôi, 15 mét thôi. Anh nhìn thấy chuồng bò nó không đến nỗi. Đấy, bây giờ là đi lấy một cái cọc ở đây. Xong là mình lấy cái dây thép ly đấy. Ừ, thép ly còn chưa đi mua, không biết là gia đình có không? Nhà cháu phải như không có sao, chắc phải đi mua. Ừ. Đây này, các bác ạ, ở trên vùng cao này không biết là cái gì to tác, không biết, nhưng mà Dương phân là tại một cái tài sản quý giá, nó phải tương đương với lại nhiều cái. Bởi vì trên này sống ấy, vì lấy phân ấy để mà canh tác hàng ngày, giống như là trồng trọt này, giống như là lấy về trồng cái ngô ấy. Thì nhất là một trong những cái lương thực gọi là tất yếu, gọi là đứng số 1 ở trên vùng cao này. Bởi vì trên này thì họ không cấy được, thì họ rất là thích cái phân bò này này. Nhiều nhà ấy, người ta không có bò ấy, thì vẫn có thể là xin con bò đi để nuôi nha các bác nha. Tức là không phải xin mà là ý của em ở đây là nuôi ré. Đấy, con trước con sau là của người ta, kiểu dạng như thế. Thì người ta đi nuôi như vậy thì người ta được cái phân để mà nuôi bò. Người ta được cái phân để mà nuôi để mà trồng ngô. Em xin lỗi, bảo phân nuôi bò mà chết. Đây nha, đấy, bây giờ là tình hình là thừa một tí rồi. Khả năng các em là sẽ kéo hết mức lên trên này để cho gà qué nó đỡ vào, nó bới cái phân này này.
nói chung là quý đấy, đối với bà con là quý đấy. Còn ở dưới em thì họ toàn xúc đi thôi, bởi vì là có tiền cũng không phải là có, nhưng mà ý là để mà nói mà tiền để mua phân để mà cấy hái thì nó người ta vẫn đủ. Chứ còn phân bò bây giờ nó cũng là một trong những cái phân hữu cơ rất là tốt mà, cho bò, cho cho cây. Được không? Bãi chơi của ai hả bà? Hả? Nói tiếng Kinh đi. Cứ nói đi, không xấu hổ. Bãi chơi của ai? Không biết nói. Không biết nói, không biết thì mà không biết. Đấy thấy chưa? Đấy các bác nha, thấy nhá. Thế là cháu nó nghe được, câu gì cũng nghe được. Nhưng mà tiếng Kinh thì lại nói, khả năng là vẫn nói được. Nhưng mà xấu hổ, ngại, sợ nói sai. Chứ chả phải không nói được. Phải lên nhiều nữa. Thì để anh em sẽ quay cái này xong nhá. Tí nữa anh em mình sẽ nói về cái câu chuyện chỗ nhà của ai nhỉ? Về mẹ kế cho bà. Ghen ăn tức ở thế không được. Nói rằng là không được con bò về dưới nuôi ý, thì lên trên này hại chết con bò. Như thế là không được, anh em mình phải dứt khoát. Đây vùng cao và thích nhà xí, thầy nhà xí nha các bác nhé. Mắt ở đâu vậy ta? Đến không? Đến. Sầm sầm cái cây sóng này luôn đấy. Được giữa phải ấy, không có cây ấy, vùng cao không có cây. Tưởng cây mai này phải của nhà cháu nhưng không phải. Của nhà ai hả bà? Cái trúc cây mai này. Cháu nó chị nhà bên cạnh. Thế là mẹ chắc là tầm này vẫn ở nhà đấy nhỉ, bà mẹ kế. Đi đâu rồi á? Đi đâu rồi hay là vẫn ở nhà? Không ở nhà, cháu bảo là cháu không thấy sáng lên trừ xong rồi không thấy ở nhà. Không ở nhà? Một tí anh em mình cứ sang xem là có ở nhà không. Ở nhà thì thì vào nói chuyện một cái. Không có thì lệnh ạ, không có thì tối nay chú cũng phải vẫn phải sang để mà ấy. Không để như thế nó không được ấy. Thứ nhất ấy là nó không dứt điểm được cái chỗ nhà của cháu bà này. Mình muốn bây giờ muốn cho cháu nó yên ổn nên nó lại không ấy. Vâng anh ạ. Tận dụng lại cái dây thép của nó cột kìa. Được anh. Được. Ở kia có dây thép các bác. Nhưng mà cái kia là ngắn nó. Nên là không sợ là người vào rồi. Vào đấy. Nếu mà bảo là người ta muốn làm cái gì thì là vẫn thoải mái vào. Nếu để mà nói người vào ấy, không cái gì cản được các bác ạ. Tường hàng rào biên giới người ta còn vượt. Ừ đấy, gọi là đựng gà qué nó đỡ vào nó bới. Vâng. Để nó còn có cái phân để mà trồng ngô, trồng rau. Bà Hà là bao nhiêu tuổi nhỉ con nhỉ? 14 à? 14 tức là 14 ý, đối với dưới xuôi là tuổi còn nhỏ ấy, các bác. Nhưng mà trên này bây giờ thì hết rồi, nhưng mà như là ngày xưa là tầm 13, 14 tuổi, giống như kiểu Bí Thư Lình là ngày xưa là lấy rồi, lấy vợ rồi. Mà bây giờ mấy năm nay thì chính quyền cũng làm hết sức là quyết liệt, đâm ra là các hoàn cảnh, các nhà ấy, thì họ cũng rút ra được kinh nghiệm rồi. Nói chung là cũng không còn như là ngày xưa nữa. Dây kia mới chắc này. Dây này không phải dây cáp á. Không phải dây điện, dây này dây wifi các kiểu ấy. Không chẻ ra để buộc như thế cho nó mới chắc. Nhưng mà bây giờ mới có dây ấy. Không có phải đi đây mà, không cần nữa mà. Bây giờ một đầu này, một đầu kia kéo sang một ít nữa anh ạ, bên kia vẫn còn thừa ấy. Không như thế nó vào cái trục bò của cháu quá, cửa trục bò ấy.
Đó. Bên đấy. Ừ, kéo bên này sang bên kia đi. Kéo sang bên này ấy. Bên này kéo còn sang bên nhiều. Kia bên này còn nhiều ấy nó. Dư phải không? Chung bò cháu ấy. Đi. Dư. Dư cây kia. Dư kia mới lưới mất cáo. Đấy. Sáng nay mà nghe chú Lành mà lấy 20 mét thôi mà. Em ướt chân vào là chắc 20 mét mất đủ. Từ từ anh ơi, chị ơi. Từ từ mà nhớ ơi. Cho em xin lại một tí nào. Kéo lại một tí. Được rồi phải không? Được rồi anh ạ. Kia phải ba mẹ không à Lành ấy? Là bà không phải anh. Hả? À, không phải. Không phải. Vâng. Tưởng ba mẹ kế. Không phải. Đúng à vậy? Đúng, đây là bà cô cái áo không có cúc rồi sợ thật. Mới chìa bóc. À, nó đi, nó đi. Về đây xem, bà về đây xem. bà xem người ta làm chuồng bò. Không có phiên dịch à? Chỉ bao hài lùm mông. Chỉ bao hài lùm mông. Bao mẹ mẹ. Hả? Bà đã trước quay về cái nhà mà mình hộ lập cái bàn. Đấy, chị Hồng chỉ quay hai ông bà neo đơn đấy phải không? Đúng rồi anh. Rồi. Đấy là hai ông bà neo đơn, nhà này là nhà neo đơn đấy các bác. Thì như này, thì em Hồng bảo là đi xuống tới kia xong thì về sau bảo là lợp mái polo ấy cho chỗ bà. Hai ông bà nó đơn nha các bác nhá. Cái áo không có mặc này, bây giờ mặc áo không có cúc đến đây là phải tay phải để vắt vào như thế đấy. Các bác xem đi, không phải các em nói dối đâu ơi. Ở trên cái này là còn phải lấy dây vải về buộc rồi này nhá. Đấy. Nói chung là dân vùng cao là khó khăn lắm, không giống như là những cái vùng khác. Ở trên này thì bất cứ cái gì thì bà con tự sản tự tiêu. Ví dụ như là cây ngô ấy. Ngô ấy thì bà con là tự trồng nhá, cũng vẫn có người mua nhưng mà người ta mua rẻ. Ây da, con bò nghe kêu to thật đấy. Con này là kể ra được rồi, anh em đi mua được như thế là rẻ đấy các bác. Nhìn con bò này, nhìn rất là to cũng như là ấy. Nhưng mà nuôi như thế này không biết là cháu nó có biết lấy giống, phối giống cho nó không? Lành ơi, dạ. Hỏi xem là bà nó có biết là ấy không nhỉ? Bây giờ không có người lớn ở như thế này, sau này nó đến lúc nó tìm lấy đồng, giống này. Đồng dục á anh? Ừ. Ừ, trước em cũng có giả cháu bà bảo là nếu mà đấy kiểu là đồng dục ấy mà cháu bà nó có phát hiện ra thì hãy nhờ hai nhà bên cạnh ấy. Có người ta lấy cho à? Có những người lấy thì ấy tìm con bò giống để nhảy và phối con bò cho ấy. Thế chả nói có người nuôi mãi nó chỉ có một con đấy cơ mà chết à? Trước em có dặn là cháu bà đó anh ạ. Ừ, phải không bà? Dặn chưa? Hải à? Ghê nhỉ? Biết nghe nhưng mà biết nói. Biết nghe biết nói. Đây là vàng à? Hay à? À chị? Nhôm à? Tưởng có bằng này vàng này cơ mà. Lại giàu quá, giàu hơn cả chú. Lớn tuổi rồi đấy, 13, 14 tuổi sắp, nếu mà kể ra là vùng cao là tầm này là thành thanh niên rồi đấy. Nhờ? Được rồi đấy, 14 tuổi. Trước em lấy vợ. Đấy, đúng chú Lành lấy vợ là học lớp 7. Tầm đấy làm gì đã biết cái gì. Ghê thật. Người ta gọi là tài không đợi tuổi. Tài không đợi tuổi. Tài có hơn chị em mình có 4, 5 tuổi chứ mấy. Mình hơn bà nha. Mình hơn bà. Đến không anh? Đến. Chắc phải cắm một cọc ở đây này, không thì để tránh. Nếu mà không căng được thì cắm một cọc. Để con gà nó đỡ nhảy từ trên xuống ấy. Mắc rồi. Kiểu gì cũng phải cắm một cọc ở chỗ góc này. Anh ơi. Đấy, vừa khít luôn nhờ. Vừa khít nhờ. Vâng, khít luôn anh ạ. Vừa khít. Nghe thôi anh Lành là ra tận bên kia luôn. Em đo rồi, nói ghê thật. Lúc làm một cột ở đây. Có, ở đây, ấy, ở đây xong rồi tí là buộc một cột. Ở đây là vừa. Lấy cái cột có gai. Cột có gai chứ kìa. Đúng. Đây. Cây là chỗ... Ba. Đấy. Cái cột không thì cây có gai. Tủ thanh à, bác. Tủ thanh à?
Chưa chưa về nhỉ? Lâu lắm không gặp mấy đứa nó, muốn gặp thế mà. Chưa về đấy, ừ. Không biết đi chơi đâu, chưa thấy về. Hình như là ở trên kia còn một dây sao? 3 dây mà nhỉ? Ừ 3 dây, anh nhỉ? Anh ơi, cái cột này mình phải trồng vào bên trong chứ nhỉ? Trồng bên trong mà chỉ giữ để em đi lấy một cái dây chỗ anh lành. Lấy cái búa về bổ đi. Búa bổ không xuống ấy, cái này phải khả năng phải đào cột. Đào mà phải đào cái hố. Đây không có cuốc cơ, đâm ra là phải tự tạo lấy cái thuổng ấy. Bí thư Linh đang thực hiện nhiệm vụ. Được đi bộ đội chưa hả Linh? Thấp, không đủ thước. Thấp à, không đủ chiều cao à? Vâng. Lùn phải không? Đúng rồi đấy. Em thử bảo lùn thế này em nào. Lùn. Hả? À, lùn cơ mà. Lùn. Để anh xuống dưới cho nghe giọng em tới. Lùn. Em lùn anh ạ. Lùn đúng không? Đúng à đấy, nói thế mới phải. Lù lù. Lúc nãy bảo cái gì nhỉ? Bà nó bảo cái gì nhỉ? Người ta bảo là mẹ kế bảo là đánh bản thôi. Đánh bả chứ không ai đánh bản. Em tưởng anh Lành mà đánh bán chết. À, cái gì? Chết. À, cái là bán chết. Đúng rồi, bảo là đánh bản, đánh bán. À cái gì? Chết. Bán chết. Bán. Ui ôi. Anh. Anh lại bảo anh gì? Anh nói thế anh ghét anh bé đúng không? Này mẹ kế đánh bản chết con bò của cháu Pà. Thôi nhưng mà cứ đi cùng anh em nhiều, có từ nào sai người ta khắc bảo, cái này dần dần nó khắc phát triển được Lành ạ. Vâng. Anh em nói trêu vui thôi nha, đừng tự ái nha. Em không tự ái thôi ạ. Thì anh bảo thế. Biết đâu được. Hai đứa đang cười. Không cười nữa được chưa? Đi không cười nữa. Người ta cười để anh cho đào làm đi. Đào đào thì không đào phải đào chứ. Đào thì đào, đất là đào. Đất là ngồi nghe mà. Thấy chưa? Cái các bác thấy chưa? Đào là chưa có chồng đâu. Chưa có người yêu à? Nhiều bác bảo là đào có chồng con rồi. Nhìn em già hơn tuổi rồi các bác ạ. Thấy chưa? Bảo cái đào cái này nhiệt tình cái này cơ mà. Đất hơi cứng anh ạ. À. Tại cái cai nó không sát, nó không ngay đâu. Cứng thật mà. Vót một ít đi chị. Sao là ngay đây này. Mỏi thì đổi tài nhá, đổi tài vệ vào. Người đào nhá. Anh còn cho em một ít đi. Nó để đất ra hết. Có cái gì ấy. Dạ. Tao dám đi nhờ thức phim anh bé nhớ lại tìm người yêu mình đang ế. Đào, đào thì chưa có người yêu à? Em chưa anh ạ. Hai chị em đã có người yêu rồi nhé. Phải có chồng rồi các bác ạ. Điên. Phải có chưa? Đấy là chị em chưa đâu các bác ạ. Chưa có người yêu lên đây mà chưa có chồng. Lành này lại vợ rồi nhỉ? Em chưa có người yêu luôn. Lành có vợ rồi, tôi thì đừng tham nữa. Thấy hai chị em mắt cái tròn xe rồi. Tham. Ai bảo đào mới phải bảo là chưa có người yêu vậy. Em chưa có này. Anh chỉ có vợ thôi. Ừ em có con thôi. Hai con nữa. Em còn đang sợ ế nữa. Anh đã bảo anh ở đây rồi. Hôm qua, hôm qua lên nhà anh Hùng ý. Anh Lành bảo là anh Hùng có thích em Huệ không để cho anh Hùng xin số cho em Huệ mà. Ôi giời, ghê thế anh nhỉ. Không biết hôm qua có nói chuyện với nhau không nhỉ anh Lành nhỉ? Xin số chưa? Em không có điện thoại. Anh Hồng nghe bảo là em Hồng bỏ vợ bỏ, bây giờ lại đang trong thời gian là tìm vợ đấy. Nhưng mà hôm qua là được cái mình đi là anh Hồng chưa tỉnh mấy. Nếu mà tỉnh chắc lấy số điện thoại thật. Anh Hồng làm gì đã? Anh Hồng có số điện thoại có điện thoại đâu. Mua cho một cái để trắng. Anh Hồng bảo là chỉ lấy người ở trên này thôi mới ăn được miền nén. Mình phải học chứ. Tập không phải là các em chê bảo là nó không ngon hay là thế nào đâu, nhưng mà cái mềm mén ăn nó dặm dặm mồm thật nhỉ. Anh cứ ăn không quen đấy Lành ạ, không phải là tí là bảo là anh sĩ, không phải đâu nhá. Ăn không quen nuốt không xuống. Ừ, nuốt không xuống như còn không phải người ta sĩ. Dặm dặm ở dưới cổ ấy. Anh dặm 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 mồm nhưng mà có tẩu chúa chan là được đó. Tẩu chúa thế này thì béo anh ạ, thì gọi là thì gắp béo à. Thì lợn. Thì treo ấy. Thì là gác bếp đấy. Thịt gác béo. Thịt lợn treo ấy, xong là ăn ngon. Món đấy thì được. Đào bắt đầu cười dép rồi nhá. Nha các bác nha. Cười tài nhá.
Cho Huệ ấy đi. Tách được rồi mà ăn này. Không, cho sâu một tí đi, kìa, cho sâu một ít đi. Sâu xong thì bởi vì cái này cuốc không có ấy các bác, nên ra là đang làm thủ công. Đấy là nhóm mình phải sắm thêm cái máy múc nhỉ, nhanh. Thôi cái dùi được rồi. Cái này mà có cái dùi nhanh. Đào thở to đấy, thở ra. Em đã thôi. Sâu sâu một tí rồi nó mới chắc cho ba cháu. Chắc cái ấy chứ, cái chỗ này để mai mốt phân ra nó cũng chắc hơn đấy, nhưng mà trước mắt là cứ tạm thời như thế đã. Nó để gà qué nó bới đi là phung phí lắm. Nói chung là quý như là ví phân này quý như là gì hả Lính? Quý như cơm luôn anh. Ai da. Phân bạc cái phân này à. Bởi vì đấy cũng tưởng tượng trên. Có nó mới có cơm đúng không? Có phân là gì có cơm. Còn là cái này là cái danh dứa của cái cây ngô đấy. Ờ đấy. Cái lúc đầu mà vừa làm cái chuồng xong anh ạ, xong rồi hôm bọn em vào trao bói thì Phà bảo là bò chưa kịp lấy về đúng nhưng rồi. Mẹ kế bảo là xin phân trước rồi. À đấy, thấy chưa? Đấy giờ hai đúng. Chị em vừa mới dắt bò vào đến đây Phà đã bảo rồi. Ừ. Kiểu như là cái hôm mà mình anh chị với lại anh Lành vào để bảo thuê người lập mái rồi nhỉ? Thuê người làm cái chuồng cái hôm đấy ừ, đấy. Chú. Thì là xong hôm đấy là lên luôn đấy. Quay trở lại với chỗ mẹ kế một tí nhỉ. Tức là không rõ là bà ấy bảo là dắt con bò xuống dưới đấy để bà nuôi để mà lấy phân hay là dắt xuống để bà ấy lấy, thì cái này mình chưa rõ đây. Để tí nữa xuống hỏi đi. Tí nữa cùng chú Lình xuống là cho Huệ chỗ tài tí. Đào một tí nào. Đào một ít thôi nhá. Cẩn thận lại vào cầm nhá, cẩn thận nhá. Em đào 20 phân là được. Bạn này bọn anh đào được bao nhiêu phân rồi? Cái này 30 phân. Được bao này được 3 phân. Ừ. Cái này tính lấy cái cây gai về trồng vào anh Lành nhỉ. Cho cây gai. Tí cho cây này gai sống mà. Cho cây gai kia vào. Ừ, sống. Lấy cái này về trồng. Sống luôn ấy. Quốc chở quốc nhỉ, nhà bà ấy. Không có anh ạ. Không có quốc không có thuồng gì này. Không biết là đi làm nương làm dãy kiểu gì không biết. Cái hộ bà con đi hộ chắc là dùng của nhà bà con lấy của bà con luôn đi. Với lại làm gì có nương đất gì đâu. Không có à, không có nương à nhà bà ấy. Không có anh ạ. Mà là có mấy sợ là ngoài trước cửa trồng cỏ voi thì đó. Ừ, đây này, bây giờ cỏ là có bò là hợp lý rồi. Chắc là có chiếc cửa này nhưng mà khả năng là một mình ấy, làm ra không làm được cái gì ăn. Ừ, hộ em ơi. Cây này cây ấy này, cây này cây cái gạo hay sao phải không Lịch? Cây gạo anh ạ. Cái này trồng vào nó không chết đây. Trồng vào sống là sau này là cháu cây gạo đây đấy. Ừ. Cây gạo gần nhà lại ngon nhỉ. À cây gạo có ma phải không? À cái gì nhỉ? Cái đa mới có ma anh ạ. Cây gạo có gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Cây gạo là hình như trên này không. Không, nó vẫn có câu ca gì mà. Nó có câu ca gì cho cây gạo mà. Cây gạo có ma, cây đa có thần hay sao ấy? Thật mà. Nhưng mà hoa gạo ăn được. Cây đa có ma thôi. Không. Cây gạo ăn được á? Hoa của nó ấy. Ôi chú. Hoa của nó vẫn trên này cho lợn ăn. Nhớ nhỉ? Lợn ăn nhưng mà có người vẫn lấy cái hoa của nó. Ở trên này là có một na họ thu mua thật. Nhưng mà người ta bảo là phơ được khô. Phơi khô. Mới lấy. Ủa cái hoa đen phơi khô nhẹ. Hoa gạo người ta cho lợn ăn này. Ai người ăn? Ở trên Sơn Lao ăn mà anh. Thế? Ồ. Ồ. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy vào chán rồi ấy. Mày mà em còn thấp không nhỉ? Rồi bây giờ thì đợi các em sẽ xong xuôi cái này xong thì để chôn cột xuống xong thì dựng cái hàng rào thép gai cho cháu nó để cho gà qué nó đỡ vào bới nó không ra ấy. Chỗ là lấy Lành lấy cái ấy về đá ấy, về ghim xung quanh mà. Không, nó lại rơi xuống, cái này bẩn. Rồi, thế là các em làm được một phòng cho cái con bò này rồi. Bây giờ sang cái đầu này xem là nó thế nào. Chỗ này cột cây không có cái gì đào, buộc luôn cái tre các bác nhé. Nói chung là mình chỉ chống gà qué thôi. Người thì khỏi nói rồi. Người thép gai người ta còn... Mua tên mua ba. Chúng mày tủ tên chứ? Mua, chỉ mua tên á. Ừ, nhà chả thấy có cái gì nhỉ? Làm ở đây để làm cửa đây để cho cháu vừa lấy củi dễ mà. Ừ. Nhưng mà phải tìm mà phải kiếm một cái dây đã. Đây, hai đứa bên dưới này. Đây, 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 để em... Anh ơi, cái đi em giữ bên này không, nó lại bị thăm. Đây, tức là rào luôn cái này vào này các bác ạ.
Bên trong kia là tà ly rồi nhé, không sợ. Người ngợm các kiểu thật. Khéo nhà tí ấy, anh không có tiền cho đi viện đâu đấy. Không có đinh à? Gỡ tấm bổ lô. Nhà chả có cái gì. Nhưng mà nhà này được cái sạch. Em phải nói nhà như thế. Sạch sẽ. Cái này là của hồi môn này. Trên này là ai có là... dây điện này cũng được mày. Em lấy cái dây chắc. Dây... Anh thấy cái này chắc hơn đấy chứ. Cái đấy, cái này nó còn lâu ngày nó bị gì. Dây điện này chắc nhất. Đây chắc của mẹ. Các ông là phê rượu là hay vào đây này. Tí nữa thì hỏi xem là nó còn ai vào đây không. Bởi vì là cháu nó con gái gì các bác. Bây giờ 14 tuổi rồi. Thành ra là nó cũng thành bắt đầu đến tuổi là dậy thì sợ là sợ các ông say rượu vào rồi. Bây giờ cái trên những nhiều cái nền tảng ấy, người ta có rất là nhiều những cái thông tin nó như thế luôn đấy các bác. Gọi là những cái trường hợp mình nói xui rủi một chút. Nhưng mà có, nhưng mà là tức là những cái trường hợp gọi là hiếp dâm các thứ này kia ấy, là nó rơi vào tầm độ tuổi không đợi tuổi 8-9 tuổi người ta cũng có thể làm được cái điều đấy. Đâm ra là mình cứ phòng thôi. Người ta đã say rượu rồi, lúc đấy còn ma men nó điều khiển cũng không biết được cái gì. Được không đấy? Được. Thì em lấy về đây, em đổ về dưới đây một cái đi. Làm mở cửa lên luôn. Cẩn thận đứt dây anh ơi, nhẹ tay thôi. Vui không? Hôm nay vui không? Không sợ gà qué bới nữa nhá. Cái này không phải đỡ được người đâu nhá. Hiểu không mà gật đầu? Hiểu. Hỏi ý, thấy chưa? Biết nghe chứ. Cố gắng nói nhiều vào, con học nói đi. Xong thì chú bảo các cô các bác ở dưới xuôi có công việc gì làm, chú cho xuống đấy làm. Tháng 7 triệu, được không? Hả? Cười ở đây. Được không? Vui nhưng buồn. Hả? Được nhá. Thế phải, nhưng mà mình phải nói được thì các bác bảo gì mình mới biết chứ. Đúng không? Ngày trước là bà học đến lớp mấy vậy anh? Lớp 5. Vừa bảo lớp 5 hay lớp 3 con? Lớp 3. Con học đến lớp mấy? Lớp 3. À, lớp 3. Lớp 3. Lớp 3 là cũng ấy. Quay về đây xem nào. Nhìn cái dấu mặt đi thế. Nhưng mà phải cố gắng học. Tức là nghe thì không phải ấy rồi. Đại khái là sai là được rồi đấy. Thì các bác là mình nói không phải ấy, nhưng mà ý là để mà nói là sai sai việc ấy. Đấy, đang nói về trong công việc là sai được rồi, nhưng mà về cái tiếng nói để trả lời lại là khả năng là cháu nó vẫn phải học thêm nhiều. Nhỉ, ba nhà. Phải không? Phải, nhỉ. Nói nhiều ba mà không nói thế này. Không, phải nói chứ. Các chú lên trên này phải nói để cho nó phát triển lên. Chứ còn là cháu mà cứ như thế mãi là không bao giờ được ấy, không bao giờ có tương lai. Buộc luôn vào cái sắt này đây, tức là mình để làm cửa chống gà qué đấy mà. Cây không có thì chuyển luôn vào cái cây chống tốc này. Cái này là nó buộc tròn vào phải không? Ừ, cái này buộc tròn. Ừ, đấy, để em móc vào thôi. Em làm cái móc thôi nhá. Không cần phải buộc. Cái này em làm móc mà. Không, phải móc vào cái này để cho nó giữ thanh ở đây đã. Ừ, thì mình biết rồi nha. Ý của anh là... Anh cẩn thận. Làm cái móc vào ấy. Cẩn thận anh. Cẩn thận nha, hôm nay là mình làm dùng bằng tay hết. Đúng không, rồi. Có cuốc, không có cuốc, không có cuốc, không có đồ gì để dùng nó tàn. Không có kim luôn. Cái này là chỉ... móc như thế thôi. Đấy, móc như này thôi. Đấy, móc chống gà thôi mà. Gà thôi, người thì cứ mà người nhà gì? Đóng khó cửa nó còn trèo vào ấy. Nếu mà bà người cho anh Lành ngồi ở đây trông anh. Anh Lành ở đây trông một cái bảo của cháu bà. Ổn không? Ổn anh ạ, được. Ừ, thế thì đấy rồi. Thế là phải lấy thêm cục đá nữa vào đây này. Đá to này. Cục bó vanh ấy. Đấy, như thế là ổn rồi các bác nhé. Cái chỗ này cái cửa đi lại thôi. Tức là các em không có cây để buộc vào để mà dựng vào đây được thì đẹp, nhưng mà cây cối chả có cái gì. Cây mai cũng chả phải. Được rồi anh ạ, cái này gọi là cái cửa mà mở đi mở về. Mở về.
mà lỡ có ai mở vào ở trong nhà nghe cụt cụt mình còn biết đúng không? Có. Ừ. Đấy. Nó làm nhẹ nhàng mình cũng không nghe được ấy chứ. Thằng Thiện rồi. Tao đây mồi em, mệt đâu anh? Mệt nhưng vui. Mệt nhưng vui đấy, mệt nhưng vui. Này này lại đi mở vung ấy. Không thể phải tay anh à? Anh cứ nghi xấu bọn em nhỉ? Không, anh theo dõi rồi. Các em lên trên này đi vào các hoàn cảnh còn thấy đi mở vung thì làm gì? Đi thôi, người ta chuyển nước cho cháu anh. Cái đường nước xa lắm, không phải đơn giản đâu, nhưng mà kéo về không được các bác ạ. Mỗi lần đi lấy một can này này 20 lít. Ừ. Tức là không đợt trước em cũng tìm cách để mà kéo đường nước lên đây rồi, nhưng mà nó xa quá. Từ đây đến kia nó phải đến 3 cây nhỉ Linh nhỉ? Dạ ở 3 cây. Từ đây sang cái chỗ nguồn nước ấy. Thì... Mình đi thăm khảo đây. Ừ, mình kéo về không được. Không kéo không về được ấy. Ừ. Cái này cây mỡ này anh. Cái gì? Cây củ mỡ ấy. Củ mỡ. Phải đấy. Cái củ mỡ ở chỗ mình ấy anh bé nhỉ? Ừ. Không phải đâu. Phải. Cái này nó lớn lớn lên nhá, nó sẽ có quả theo cái cây. Có quả theo cây á? Ừ, có củ mỡ. Đây củ mỡ. Giống như củ mỡ ở dưới Lạng Sơn, ăn giống như ăn sắn đi, ngon hơn sắn. Đây cái này thoải mái cắt cỏ cho bò này nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Cắt chưa hết đấy, bây giờ vẫn còn chuyện chưa. Nó bảo là cái này để hôm nào mưa không đi lên núi. Lấy được ấy thì mới lấy ở nhà. Thường là cháu phá đi lấy cái cỏ dại ở rừng ấy. Ừ. Đấy xem cháu nó rồi. Quần áo đẹp đâu mà con mặc vào cho bác gửi quà cho bác vui con. Cái này là của các hoàn cảnh khác nha các bác nhé. Tí nữa em cầm về đây này. Giống như là cái này là của mấy cháu nhà em. Cô gửi đồ đầy đủ hết. Nhiều hoàn cảnh. Trong cái thùng này thì có nhiều hoàn cảnh, nhưng mà mình có lý do là cô gửi từ Tết đến giờ mà trước Tết mà bên hôm vừa rồi này cháu mới nhận được thì không hiểu vì sao. Thế là thùng quà này om nó phải 3-4 tháng rồi đấy. Cô gửi trước Tết rồi. Ừ, gửi trước Tết mà. Dép con đâu? Dép đâu rồi? Sao không mặc dép vào? Đi trên đất này. Đi trên đất cho mát phải không? Buồn lắm, thế là mặt Ok, bây giờ thì công việc cũng đã xong xuôi rồi, chỗ nhà cháu bà này. Thì bây giờ thầy sẽ hỏi chuyện một chút về cái tình hình chỗ trước mắt là hỏi xem là bây giờ không biết là các ông ấy say rượu còn về chỗ nhà con này ngủ như lúc trước không? Là nên thế là phết tua là đấy rồi. Là phết tua rồi hả? Ừ. À, cháu bà có bảo là lâu kia mấy ông say rượu cũng vẫn phải ngủ đấy. Ừ, ừ. Bà biết ông nào không? Biết người chứ? Ở báo tình hình bà. Bao giờ thế? Là cho nhớ dễ tối thế. Nên từ chiều mới thôi à? Rồi. Vẫn là à, vẫn là ông già bó cái kia anh. Ờ, ông già bó vô gia cư đấy. Ông uống hai về uống rượu và hai về lao vào đấy ngủ. Ừ. Đấy xong là cháu bảo là mai có cái phòng ấy, phòng ngủ của buồn có cái buồn ngủ của cháu bà là riêng, xong là nhiều lúc thì nó về ngủ ở đây thì cháu bà ngủ thì con cũng vào phòng khóa phòng ngủ trong đấy còn. Nhưng mà có tối cũng ngủ đây bao giờ không? Có luôn lớp tuyết hàng chập. Là bữa này nhá. Bữa này nhá. Có như tối ông không có về tối được. Cũng vẫn ngủ đây. Đấy, có tối ông không về được là ông vẫn ngủ đấy. Ừ. Đấy. Ghê nhờ, này thì. Thế thì bây giờ thì mình không biết là nói như thế nào cho nó ấy này. Bây giờ trước mắt ấy thì những hôm trường hợp mà có như thế thì cũng không có chỗ nào nương tựa chứ chỗ bà này nhỉ. Đúng rồi. Thì cứ không có điện thoại đến thiếc gì nhỉ bà ấy. Ừ, bà chứ không có số tỉnh này hả? Không có. Không có. Cửa khóa này ở trong có chốt có cửa chốt, hả? Anh, vâng, có chốt thì cháu nó chốt rồi, nhưng mà trường hợp này khó. Các ông này cứ như thế lâu dài mình sợ là mai mốt một vài tháng nữa cháu bà nó lớn thì các ông lại nghĩ đến nó nảy sinh cái này cái kia, mình cũng không thể biết được đúng không? Nghi vậy. Ờ. Đấy. Xong mấy ông cũng rỉa chè về nữa là nó kiểu không kiềm chế được bản thân con người ấy, xong nó là bưởi. Ừ, có mấy ông hay về đây hay là một ông mỗi ông đấy thôi? Thì tú là thế nào mà nó yêu tử thế. Ừ. Mà tôi đi là thế. Chỉ nhớ nhắc cô thế là cho họ học cha. Thì tú cái độ uống rượu với nhau có nhiều lúc hai người cũng có. Mấy người. Cũng lo nhau ngủ ở đấy, giường ngoài kia. Nhưng mà kể cũng ấy nhờ, nhà cửa ông đây đâu không về lại chui vào đây làm gì. Với là ông giặt bó không có nhà. Ừ, ông giặt bó ông ấy là không có nhà thôi. Cái bây đấy giờ thì... cái đò nhà máy người ta lên khai thác là đi đâu rồi? Ừ, người ta ông đi đâu rồi? Ngủ ở đâu á?
Ông tìm ông này là như là tìm mò kim đáy bể. Ngày đi rừng, đi ngủ rừng, ngủ bụi, mình không biết được. Say rượu là lại không ở nhà. Ừ, ông có khi là ngủ đâu, ông ấy ngủ đường cũng có đấy. Vâng, đúng rồi, ông gặp. Ừ, say rượu vào ấy. À, kiến trời vừa rồi em vẫn gặp ngủ ở trên rào đường này. Ừ, ngủ trên đường à? Vâng, ô cả một cái chỗ quyết nhà đấy. Ôi trời ơi. Ông ngủ bày ra cả ngày mặt đường luôn. Ừ, đấy. Rồi ok, thế thì về cái trường hợp này thì sẽ tham mưu cùng chỗ chú Lành này, anh em mình sẽ xử lý nó sâu hơn. Vâng. Cho nó dứt điểm cho chỗ Pà này. Thì vì là cái vấn đề men rượu này thì ai cũng biết là cái tác hại của nó rồi. Vâng. Uống rượu vào lúc đấy là mình không làm chủ được bản thân đấy. Từ hành động lẫn lời nói, đâm ra là mà mình cảm thấy là như chỗ cho Pà này là đang hướng đến một cái vấn đề là nó cảm giác như nó không được an toàn. Vâng. Ở đâm ra là chú là cũng ở trong thôn của chú đúng không? Vâng. Nhưng mà nhà chú Lành nó không phải khu này các bác nhá. Vâng, nhà chú Lành cách đây nó xa lắm. Từ đây vào nhà em nó phải khoảng tầm 4 cây hoặc hơn 4 cây một tiệm. Ừ. Thế hơn 4 cây, đâm ra là không phải ngày ngày trực đây được, nhưng mà cái vấn đề này thì anh cũng tham mưu với chú là như thế. Vâng. Thì chú nên ở đây, tức là anh làm mày vẫn được. Nhưng mà muốn đẩy cho chú một tí. Thực bởi đây, vì là cái này là chú đang làm là cán bộ. Vâng, đấy. Em rất quan tâm về cái vấn đề này nhá. Nhá. Em tìm hiểu cho cháu Phản. Nếu mà ông mà vào nhiều lúc ấy, em sẽ vào có trách nhiệm phải bảo ông không nên, bởi vì nhà không có ba cháu bé đâu ấy. Nhưng kể cả ông say rượu, ông cũng ngủ nhà khác, ông không nên ngủ nhà của cháu. Mình phải dằn mặt luôn. Đúng đấy. Ví dụ như cháu bà mà không phải là con gái, là con trai thì ông có thể ngủ nhờ cũng phải ngủ được. Nhưng trong khi đó cháu bà là con gái, nhiều lúc nó nảy sinh cái này nọ này kia là không hay. Đấy là một vấn đề anh cần nói. Thứ hai là về cái vấn đề của chỗ mẹ kế bà này, thì giống như là lúc nãy bà nói bảo là mẹ là muốn là dắt con bò về nuôi đúng không? Đúng rồi. Không cho hay là mẹ là bả hay là làm gì? Đánh bà để chết. Đánh bà để chết à? Ừ. Thế cái vấn đề này thì tí nữa thì anh em mình sẽ xuống nhà để mà nói chuyện. Vâng. Trường hợp ở nhà thì anh em mình sẽ ba mặt một lời nói chuyện luôn. Anh với tư cách là người hỗ trợ con bò. Đúng rồi. Là gọi là đại diện cho các cô các bác hỗ trợ con bò. Chú Lình lấy tư cách là cán bộ của thôn. Vâng. Anh em mình sẽ xuống giải quyết. Nếu như được êm xuôi thì thôi, còn không ấy thì mình sẽ báo cáo lên cấp trên của chú Lình. Là trên xã ấy, như một là những cán bộ một câu là xã đánh bản con bò ấy. Là nó sẽ là một cái lời mà nó sẽ hơi sao đe dọa. Nhưng mà để là cho cháu bà sợ để nó đeo con bò đi, nhưng mà trong khi đó con bò là được có bác mua hoặc đấy, là gửi tiền về cho ba cháu để mua có cái thu nhập thôi, trang trải về cái gia đình của ba cháu, không phải mua cho mẹ kế của cháu bà. Đấy, thì mình sẽ vào giải quyết đấy cho nó xong xuôi. Cho nên chỗ đấy là mình sẽ tham mưu với nhau. Vâng. Anh em mình giải quyết êm xuôi thì thôi. Đúng. Còn không êm ấy thì mình bàn nhau để lên trên xã để mà làm việc. Đúng rồi. Cho cô ấy đỡ dứt điểm. Bảo là xin phân để trồng ngô trồng nhức, cái đấy là cái chuyện bình thường đơn giản. Có thì mình không phải là không cho, nhưng mà bảo là dắt bò về không được cái này kia, nói như vậy là cái câu đấy mình thấy nó quá thì đáng rồi. Đúng rồi. Xin phân là một sẽ có thể là có thì cho, nếu mà kiểu cho bà nó sự rộng rồi không có thì thôi. Còn về con bò mà dắt đi là không được, bởi vì con bò là của ba cháu, mà sao không khéo sau này mẹ kế lấy đi ấy, mà từ kiểu một năm rồi hoặc là mấy tháng ấy thì mẹ ấy lại bảo là ui thuộc của mình tao nuôi hết bà này công, thì nó lại gọi là nó sẽ chiếm con bò là không được. Ý là cha mẹ kế là ý là nó muốn để được con bò kia, xong nó mới bảo là đi lấy đi nuôi kế ở dưới kia thôi, còn đâu làm gì nó nghĩ đến phải lấy con bò đi. Thế mẹ bảo thế có sợ không? Sợ con mất con bò không? Ông mình trái đẹp có nhiều. Trái. Sợ. Chắc chắn là sợ rồi. Lâu lâu mới nhìn thấy con bò là nhà mình có con vật nuôi hết. Đợt này là có con bò đầu tiên đúng không? Đấy. Của riêng mình đúng không? Sướng rồi, đúng không? Đấy, nói tiếng kinh nhá. Rồi bây giờ thì anh em mình xuống dưới kia đi xem tình hình như thế nào nhá. Xong thì còn ông đi. Mình nhau. Ok, con cứ ở nhà đi, chăm con bò tốt vào nhá. Lúc nào đẻ gọi chú lên xem nhá. Vâng. Ừ. Đây là cái chỗ ấy này này. Cái này cái bao gì nhỉ? Cát à hay cái gì? À thóc chị ạ. À, thóc ấy. À bột đá. Bột đá. Ui giời ơi, sờ vào tưởng thóc.
Mà là trên này có thắp mình nên lạ quá. Bật đá. Đây, nhà cửa sạch sẽ nha các bác nha. Không, tuyệt vời nha, đấy. Ở lấy cái quà đấy khả năng là lấy lên trên Huệ ạ. Xong rồi để mình đi phát các hoàn cảnh nhé. Lấy cho những ai có cái túi gì. Hai em ở trên này dọn dẹp đi để anh với chú Lình ấy nhé. Vâng. Ừ. Còn quần áo của Pa lấy ra chưa? Quần áo Pa cất là tủ hết rồi anh. Cất rồi à? Ừ. Cất rồi ạ. À. Không phải là cất thế nhá. Đi xe cái kia lên xe, các em lên xe trước đi. Vâng. Nhà ở tít tận đâu hả Lê? Tích giờ xong rồi anh. À, rồi đi đến đấy xong rồi quay tiếp. Hả? Không ở nhà mà. Không nhà. Vâng. Khóa cả hai cái khóa nhưng mà không có. Ừ, có khóa đâu? Có chìa khóa nhưng mà không ở nhà. Ơ, đây là có khóa đâu? Ừ, không khóa. Không ở nhà rồi. Không nhà. Vâng. Nó kiểu là nó mát ở ngoài nhưng mà không có chìa khóa, thành như không. Ờ, có chắc không có chìa, không đấm bấm. Không ở nhà rồi. Toàn kiếm này. Này cúng cái gì đây này? Em không biết đâu, bởi vì nhà em không cúng, em không biết. Cúng kiểu gì? Bỏ cúng chưa, nhà em nghỉ cúng rồi. Nhà em nghỉ mà, nhà em bây giờ là chỉ có mấy cái vải đỏ là để gọi là để mặt thờ đó. Nên hạn chế đi là đúng. Bỏ hẳn ấy thì không khuyến khích. Vâng. Chỗ anh cũng cúng đấy. Người Kinh người ta cũng cúng. Ừ, người là... dân tộc Kinh cúng nhưng mà nó cúng vì cái gì thôi. An nhà, an cửa rồi thì các kiểu. Ừ. Chứ còn nhất là về cái ốm đau bệnh tật hay là mình giải hạn thì có thể là thì cũng được. Nó cái đấy tâm linh nhiều người người ta công nhận mà. Ừ. Đấy, chẳng qua là nhà em bây giờ cúng là cái mặt thờ này với lại kiểu là có cái thừa có cái phong tục ấy, hai mọn con lở về kiểu là để cái đầu bỏ ra trên chiếc giường ngủ ấy. Ừ. Thì mới làm nó còn đau cúng như kiểu là ốm đau các kiểu. Ừ, ốm đau nghỉ đi. Vâng. Bỏ bớt đi. Vâng. Nhá. Đấy nhà em cả anh em nhà em ấy, thì em cũng bảo không cúng nữa bởi vì về ốm đau ấy thì bệnh tật thì vào bên bệnh viện người ta có cái khoa học người ta sẽ có thể ấy được, còn về cái mặt thờ thì mình vẫn theo cái phong tục vẫn làm. Ừ. Đấy. Đi về. Ê, anh à, đây này, bây giờ mới thấy kiếm này. Kiếm này mình cầm được không? Được không? Cầm được mà anh. Hả? Đây, cầm chơi được. Cầm chơi được. Hay gì à? Chắc lắm. Kẹp rồi. Chắc là kẹp cửa. Thử làm. Thôi, đây, thế các bác nhá. Thì tình hình không ở nhà. Trường hợp này anh em mình phải xuống đây. Trước sau thì anh em mình vẫn phải xuống. Đúng rồi, bởi vì phải giải quyết bằng xuống để cho yên tâm về chân lo ấy, không thì các bạn tức là anh em mình cái vấn đề này anh em mình có thể là giải quyết tình cảm trước thì vâng. Ai cũng vẫn phải như thế. Đúng chứ rồi. Còn một phát là ấy như thế thì nó đâm ra đánh mất đi. Bây giờ mình cũng phải nghĩ sâu xa một tí, nếu như giải trường hợp giải quyết tình cảm không được một phát lên xã đâm ra nó lại về nó trách bà này anh em đấy nhá, không tức phải là, mình... liên quan đến mình đâu, liên quan đến cấp bà ấy. Anh mình vào thì cũng chỉ gọi là mình sẽ gọi mình nhận nhà thôi, bảo nhận nhà mà không được làm như thế bởi vì con bò là không phải mua cho nhà của mẹ kế mà được có báo hỗ trợ cho cháu bà thôi. Không đấy. Nên làm như thế là nó mất cái quan điểm mà người ta không thích. Đấy, đấy. Xong là nếu mà không nghe thì mình mới biết là báo lên trên xã để có các anh về giải quyết cho. Rồi, ok, chào các bác nhé, bây giờ muộn mất rồi. Hẹn gặp lại ở những video sau.